Ngày 23 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã chủ trì hội nghị bộ trưởng các nước tham gia đàm phán hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP giữa kỳ lần thứ 10 dưới hình thức trực tuyến. Hội nghị có sự góp mặt của bộ trưởng 15 nước tham gia đàm phán RCEP. Phát biểu khai mạc tại hội nghị Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đánh giá cao nỗ lực của các nhà đàm phán hiệp định RCEP đã đạt từ đầu năm đến nay, các cuộc họp thảo luận chuyên sâu theo hình thức trực tuyến của các bên tham gia đàm phán RCEP vẫn được tiến hành theo đúng tiến độ, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định, với vai trò là nước chủ tịch ASEAN năm 2020, Việt Nam đã và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các nước ASEAN trong việc duy trì vai trò dẫn dắt của ASEAN và hợp tác chặt chẽ với 6 nước đối tác để thúc đẩy sớm kết thúc hoàn toàn đàm phán hiệp định RCEP, nhanh chóng hoàn tất việc giả soát pháp lý lời văn để chuẩn bị cho việc ký hiệp định vào tháng 11 năm 2020 tại Hà Nội. Tại hội nghị, bộ trưởng các nước tham gia đàm phán RCEP ghi nhận thách thức chưa từng có mà thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng toàn cầu đang phải đối mặt do đại dịch COVID-19 gây nên. Do đó cần tăng cường hợp tác và phối hợp để thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ và linh hoạt, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững, cân bằng và toàn diện sau đại dịch. Trong bối cảnh dịch bệnh cùng với xu hướng bảo hộ mậu dịch đang nổi lên, các bộ trưởng một mặt nhận thức rõ các thách thức đối với khu vực và mặt khác tái khẳng định quyết tâm ký hiệp định RCEP tại hội nghị thượng đỉnh RCEP lần thứ tư vào tháng 11 năm 2020 theo chỉ đạo của nhà lãnh đạo các nước tham gia đàm phán hiệp định RCEP. Bên cạnh đó, các bộ trưởng cũng nhất trí rằng việc ký kết RCEP trong năm 2020 sẽ phát đi tín hiệu về việc các nước tham gia đàm phán ủng hộ hệ thống thương mại đa phương, tăng cường hội nhập kinh tế giữa các nước trong khu vực, từ đó góp phần khôi phục lại các hoạt động kinh tế, thiết lập trạng thái bình thường mới trong toàn khu vực.